Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Su Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã test được cái chức năng đặc biệt của chiếc ô tô có thể biến hình thành một con robot nhìn cực kỳ ngầu giống như vậy nè. Và khi ở dạng ô tô giống như vậy thì mình có thể di chuyển với tốc độ rất là nhanh luôn, mấy chục km trên giờ á, còn khi đạt được mức 100 km trên giờ cơ. Rất là tiện khi đi khám phá luôn á. Và ngoài ra thì mình cũng có một chuyến khám phá nhẹ nhẹ và mang về được một số đồ xịn, chẳng hạn như là những cái viên đá vô cực nè. Nhưng mà ở tập trước mắt mình bị lắc hay sao á, có 5 lỗ đá khác nhau thôi mà mình nhìn ra 6 lỗ đá là mừng ngộp luôn. Và ở đây thì mình còn thiếu một loại đá nữa, đó chính là viên đá thời gian này để có thể làm được cái găng tay của Thanos nhá. Và nếu như mình sở hữu được cái găng tay của Thanos, vậy thì mình có thể búng một phát và làm mất đi phần nửa số quái trên cái thế giới Minecraft này không? Ủa hé, biết đâu được. Nên mình sẽ cố gắng đi khám phá và tìm thêm cái viên đá thời gian thôi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ nâng cấp vũ khí lên một lần nữa, vì thanh kiếm hiện tại của mình nó không thực sự mạnh đâu các bạn ơi. Dục nó vô rương luôn đi. Và mình sẽ lấy ra những cái titanium nè, cũng như là uranium. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu nén nó lại nhá. Mấy cái này thì mình có thể farm được từ những cái con quái vật trong đây á, nên một xíu nữa mình sẽ cố gắng nhặt thêm và lấy thêm một ít sắt nữa, tại vì mình cần có thêm sắt để làm một cái thanh kiếm bằng uranium và titanium ấy. Và mình sẽ cho vào bàn chế tạo nè, đặt theo công thức giống như vậy. Đó, sẽ tạo ra một thanh kiếm ultimate. Nó sẽ có 40 sức tấn công nhá. Con này và nó còn được enchant sẵn sắc bén, đập rồi đẩy lùi, nhạt chậm hỏng và gây cháy nữa. Trời ơi, một thanh kiếm của nó là rất là hoàn hảo luôn á. Ý mình còn dư ra nè. Hay là bây giờ mình sẽ làm thêm một cái cây cúp luôn ta. Hai cái uranium và đặt theo hình như vậy. Đó, mình sẽ được một cái cây cúp ultimate 39 sức tấn công, có giá tài năm luôn. Ui, lên đồ ultimate là hay xịn sợ con bò liền. Và chắc bây giờ mình sẽ thay thế cái cây cúp amethyst của mình bằng cây cúp ultimate nhá. Và mình có thể sử dụng nó nhanh luôn á. Đây chẳng hạn như vậy nè, đổi qua cây sản, đổi qua cây cúp ultimate và dùng thôi. Và ở tập trước thì mình đã khám phá về hướng cái này là hướng tây rồi hả ta? Hay là hôm nay mình sẽ đi khám phá về hướng nam đi nha, là hướng mình đang nhìn nè. Được đó nha, và đang có vũ khí mới, sẵn tiện mình sẽ tìm một vài con quái vật để test sức mạnh luôn. Giờ thì lên đường bằng cái dạng ô tô thôi. Ở dạng này thì mình di chuyển rất là nhanh luôn á, chóng hết cả mặt hả. Và mình có thể luồn lách qua những cái gốc cây rất là dễ dàng vì... Ây da, ê. Ui. Tên đang chọn kia dám quýnh siêu robot hả? Dám chống. Ui, bác nhân làng. Ồ, bác nhân làng này. À, đi làm ba lô dạo hả? Ui. Ăn cướp nè, mấy tên ăn cướp hả? Ừ, và có một số bạn nói á, cái này dùng để sửa đồ hả ta? Có thiệt là sửa đồ không đó? Đây mình sẽ thử coi. Hay là phải cho vô cái đe, để bây giờ mình sẽ thử nhặt về đi. Rồi mình hy vọng rằng nó sẽ có thể giúp mình sửa lại đồ chứ, vì mình xài đồ rất là mau hư luôn á. Nếu mà dùng cái đó sửa lại đồ được thì nó sẽ rất là tốt. Và hình như hướng nam phía trên đó có một cái pho tượng kìa. Để giờ mình sẽ đi lên trên đó và khám phá thử nha. Đây, biến thành dạng này đi. Ý, mấy cô tiên. Ui, mình gặp được mấy cô tiên nè, nhưng mà mấy cô tiên sắp bị mấy tên cướp này ăn cướp rồi. Không được cướp mấy cô tiên. Không được cướp mấy cô tiên nghe không? Định cướp mấy cô tiên hả gì? Không biết mấy cô tiên này có đổi đồ được không ta? Chưa, để mình coi cô tiên nào gần mình lại gần và hỏi chuyện coi. Hy vọng là ha có thể đổi đồ được. Tặng hoa nè. Ủa, mấy cô tiên này không chịu hoa hả ta? Có đổi đồ được không? Không đổi đồ được luôn. Cũng không chịu ăn bít tết nữa. Vậy làm sao để bắt mấy cô tiên này về ta? Tại vì bạn gái mình đợt trước đi khám phá của mình á, bị bắt man ăn thịt mất tiêu rồi. Nên mình cần phải có một cái người bạn mới để đồng hành á. Mà bây giờ mình cũng đã có kiếm ultimate rồi mà, rất là xịn luôn á. Nên mình tin rằng mình có thể bảo vệ được những người bạn của mình. Rồi đây có bò vàng enchant á, nên mình sẽ farm để lấy thức ăn nè, cũng như lấy thêm da bò về để sử dụng vào việc chế tạo luôn. Rồi, trời ơi, quýnh phát con bò dân tít xuống hồ luôn chứ. Ý. À, đây, mấy con này là mấy con mà mình dùng
thường dùng để farm mấy cái uranium và titanium nè. Mình sẽ kết liễu nó. Kết liễu nó. Ui. Ui nó mạnh quá các bạn ơi. Lần nào quýt với nó mình cũng xém chết hết trơn á. Và nó rơi ra thêm được uranium và titanium với kim cương nữa nè. Rất là xịn luôn. Và có một cái loot bag epic để mình sẽ mở thử nha. Và nó sẽ rơi ra có 8 luli à. Trời em biết mà giỡn gì vậy. Trời em biết phải ra cái gì đó xịn xịn chứ. Rồi vào mình sẽ ăn thêm một trái táo vàng enchant để con để tăng tốc độ hồi máu và tiếp tục khám phá nha. Đây có thêm mấy tên ăn cướp nữa nè. Mình sẽ qua đơm nó luôn. Cái tội đi ăn cướp ban ngày ha. Dám đi cướp ban ngày ban mặt nè. Tên này, ui, trời ơi, quýnh chết bé chim ha. Có tiếng kêu giống con vịt luôn. Ui, mấy tên cướp này ác thiệt chứ. Tự nhiên mấy chim đang đứng kế bên cái đập phát chết queo luôn rồi. Mình mặc giáp mấy full như vậy mà quýnh mình còn thốn cực luôn ý. Mấy bé đó đâu có mặc giáp đâu, hôm nào quýnh cá chết luôn. Ý và đây là cái cây gì á? Cherry, cái này là cây cherry các bạn ơi, tưởng đâu cây hoa anh đào không chứ. Thấy cái tán màu hồng á. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đi về hướng nam đi. Rồi trên đường về thì mình sẽ ghé qua cái pho tượng này để khám phá sau nhá. Ui dạng này mình không có đánh thường được các bạn ơi. Dạng này mình để chạy thôi à, chứ mình không có dùng kiếm được nè. Đó. Tiếc vậy. Để mình lấy kiếm ra. Mình tiêu diệt hết cái đám này. Robot đi ha, bắt cướp nè. Đừng có chống như robot bắt cướp nha. Ui cầm cái kiếm nhìn ngầu cực kỳ luôn á. Ui coi tướng chạy kìa. Nên mình rất thích nhìn ở góc nhìn thứ ba giống như vậy luôn. Nhìn cực kỳ ngầu. Đánh mấy tên ăn cướp nè. Rồi con zombie hả? Quýnh con zombie luôn nè. Quýnh con zombie. Ui zombie này khỏe quá. Một hit của mình không chết được luôn. Ô, một hit của mình không chết được một con zombie các bạn ơi. Vì nó quá khỏe ấy. Ui. À, chơi mà đánh lén nè. Creeper đánh lén hả? Ủa con nào mà nó quýnh mình đánh lén. Ủa mất máu rồi vậy. Ui ban đêm trong này nguy hiểm thiệt á. Quá thường dí để đánh lén mình không à. Rồi và phía bên này thì hình như tới biển luôn rồi á. Ấy và xe mình có thể chạy dưới nước không? Ui các bạn coi xe mình nè. Thay thế được một cái tàu ngầm luôn nha. Nhưng mà nếu nó sẽ tốt hơn nếu như mình có được cái hiệu ứng thở dưới nước á. Vì mình không có hiệu ứng thở dưới nước các bạn ơi. Nên mình sẽ ngồi lên bờ để lấy oxy nha. Ây da. Ui sợ quá. Ui cái xe mình ha, vừa có thể đi trên bờ vừa có thể lặn dưới nước luôn. Nhưng mà tốc độ sẽ không có thay đổi. Được thì sợ đây mình sẽ làm hơi nữa nè. Lụi xuống nước luôn. Đó. Lặn nhanh như cái tàu ngầm luôn á. Đây mình sẽ biến thành dạng này để ngồi lên bờ và lấy oxy nha. Cần chết ngạt mất tiêu rồi. Rồi và kiểm tra cái pho tượng này luôn. Biết đâu trên pho tượng này lại có cái viên đá thời gian mà mình đang cần tìm thì sao. Không nên bỏ qua các bạn ơi. Và đột nhập vào bên trong thôi. Dùng cúp ultimate để đào cho nhanh nè. Ui có zombie. Zombie canh chừng ai hả. Có một cái Pandora box nữa. Được thiệt sự. Và cất những thứ không cần thiết vào bên trong lại đi. Cất vô nè. Cất cái gì nữa ta. Mấy thứ kia thì mình hầu hết mình đều cần á. Nên chắc mình sẽ cất vô trong ba lô nhá. Để có thêm không gian. Đây cất táo nè. Cất kim cương và mấy cái thứ này nữa. Ủa nhưng mà cái này thì nó hình như nó không có cái cầu thang để trèo lên đó các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ lấy hết mấy cối vàng rồi sau đó trèo lên trên để kiểm tra coi có viên đá thời gian ở bên trên không nhá. Mình tin vào nhân phẩm của mình á. Ui trời ơi. Mới trèo lên trên gặp mấy con creeper. Ui. Ui creeper vui vậy. À, đen creeper thân thiện. Creeper nổ ra pháo hoa. Làm hết hồn mà. Biết nổ ra pháo hoa mình không quýnh luôn. Trời ơi, chết rồi quýnh nhầm mấy người bạn thân thiện rồi. Trên này thì có thêm một cái viên đá vũ trụ. Vũ trụ hay không gian gì đó các bạn ơi, mà viên đá này mình có rồi. Vậy là mấy viên đá này rất là dễ bị trộm luôn. Thấy cái này có ruby nữa nè.
Ruby thì cũng khá là tốt để chế tạo vũ khí á. Và như phía trên vẫn còn một tầng nữa, để mình lên trên mình khám phá nốt luôn thôi. Không biết phía trên này còn người bạn nào nữa không ta? À, chào mà lóc đi lên nè. Ui, cái này có một cái áo giáp gì đó. Một cái nón. Một cái quần. Đồ rơi ra lộn xộn quá. Để giờ mình sẽ nhặt từng món nha. Đây, nhặt cái áo trước. Mr. Bond. Một cái áo giáp xuyên hồng. Bên này cũng có cái nón nữa nè. Được thì sự các bạn ơi. Cái nón đi. Tôi cần cái nón cơ. Đấy rồi. Nón của Power Armor. Còn đây còn cái quần gì nữa nè. Wow. Được rồi nha, vứt cái này. Vứt ra. Pandora Box hả? Vứt cái này ra đi. Cho cái nón. Ủa cái quần chứ. Đấy rồi, đây là quần người sắt thế hệ thứ 19. Ui, chắc được đồ xịn các bạn ơi. Cái quần này được chế tạo từ rất là nhiều thứ mắc đó nha. Không đùa đâu. Hôm nay là một chuyến khám phá mình thấy rất là may mắn luôn. Còn thứ gì xịn mình có thể lấy được không? Hình như hết rồi các bạn ơi. Và có cái gì nữa nè. Cái này là cái gì kính á? Cái on way glass hả? Chưa biết nó là dùng để làm gì, nhưng mà cứ lấy về tạm trước đi. Như vậy thì mình đã khám phá được một cái pho tượng chứa rất là nhiều đồ xịn rồi. Cái bên kia vẫn còn kìa. Để bây giờ mình sẽ dọn dẹp đại đồ cái đã trước khi qua cái pho tượng cái bên để đi tìm đồ nhá. Mình đã tiến lại gần cái pho tượng kế bên rồi các bạn ơi, và mình sẽ đột nhập vào bên trong theo cách thông thường nhá. Ui cái này đồ. Ui như cái pho tượng này không có đồ rồi. Thì không? Hy vọng là có đồ nha. Rồi luôn, pho tượng này cùi bắp rồi, không có đồ gì bên trong hết á. Trống lỏng luôn nè. Vậy là mấy pho tượng này cũng hên xui nữa. Pho tượng bỏ hoang hay sao rồi đó. Nhưng mà kỹ ta hứng nào mà sao toàn biển không vậy? Ngộ thiệt á, để bây giờ mình sẽ thử băng qua cái khu vực biển này coi coi tới vùng đất liền nào không nhá. Ui mày hôm nay dùm bay đi tắm biển hay gì? Tắm hơi xa á nha, vô bờ đi anh hai à. A few moments later. Và đằng kia có hai con khủng long robot luôn. Các bạn có chỉ mình á, là mấy con đó có thể thuần phục được. Và nó ăn redstone hả? Đúng không vậy? Hay là ăn khói ta, mình không biết rõ nữa. Để qua test thử luôn rồi. Đừng có cắn. Không, nó không ăn redstone thường rồi các bạn ơi. Chắc là nó ăn khói redstone á. Để mình quýnh con Ripper trước đã. Con hung dữ. Ủa giao cho được. Hung dữ nè, quýnh cho gớt này luôn. Gửi ra bao nhiêu redstone đây? Hình như được có 1 mà. Là được 3 redstone hả? Mình không có đem theo mấy cái khối redstone nữa. Để một tí mà mình có gặp redstone đó thì mình sẽ farm nha. Rồi sau đó nén lại thành một khối thử xem coi có thể thuần phục được cái em đó không. Tại vì mấy em khủng long đó mà thuần phục được cưỡi đi khám phá là ngầu ha. Hết sảy luôn á. Rồi và mình đã tới. Ý, ở này còn có một cái pho tượng nữa nè. Qua đây khám phá luôn thôi. Không biết pho tượng này có đồ không nữa. Nhưng mà hình dáng của nó rất là giống pho tượng hồi nãy mình vừa khám phá luôn á. Nên mình nghĩ nó cũng sẽ có đồ thôi hả. Rồi đột nhập vào bên trong nè. Ui, con nào mới phát nổ vậy? À, thiên thạch rơi. Ui, tự nhiên một cái thiên thạch rơi xuống các bạn ơi. Cái này đào liền, nếu không thôi nó nguội là mình hết khai thác được á. Đó. Khi mình đào các bạn có thấy nó bị cháy không? Đó, đây mới là thực sự là thiên thạch nè. Và có thể làm được. Ủa? Ủa gì kỳ vậy? Ủa cái này là thiên thạch mà, sao không cho làm giáp vậy? Nè, có bộ giáp đàng hoàng nè. Ủa cái ingot này được làm từ block lần hả? Ui là lừa rồi, nè, các bạn thấy nó nguội không? Nó nguội mình đào là không có được gì trơn á. Mà khi mình đào xong thì được mấy cái chip thôi hả? Không biết làm sao để nâng cấp thành cái block ta? Mình cũng không rõ nữa, để sắp tới mình sẽ nghiên cứu thử xem nhá. Và trong này thì có một cái ba lô nữa, một cái quyển sách gia tài và sắc bén. Ui tốt nè. Ui tính ra cái pho tượng này cho đồ tốt nè các bạn ơi. Phải khám phá hết thôi. Còn mấy khối vàng thì từ từ mình sẽ đào sau nhá. Lên trên kiểm tra mấy cái rừng trên trước cái đã. Biết đâu trên này viên đá thời gian. Ui không có đá thời gian rồi. Và có súng dịch chuyển ha. Để mình bắn ở đây một cái.
Rồi bắn trên đó một cái nữa, sau đó đi qua thôi. Đó, và kiểm tra. Một viên đá may là kiết hả? Không biết có phải chính xác không như vậy không nữa, nhưng mà tạm thời cứ nhặt trước đi. Một cái quyển sách Infinity nè. Ôi, vô hạn với bảo vệ khỏi lửa luôn. Được được, và bên này có sắt với thẻ tên thôi hả? Còn đường không? Hình như phía trên vẫn còn đường á, để mình kiểm tra nốt luôn. Mà cần phải đập thêm block ra mới được. Đây, bắn ở đây một cái cánh cổng nè. Trên đó một cái. Rồi, sau đó đi qua thôi. Vậy cho nó tiện không? Và một cái lucky block. Một cái quần của Deadpool. Một viên đá sức mạnh nữa. Rồi, quả trứng về hoàng gặp Basilic nè, không cần. Có cái cây gì giống cây lau nhà vậy? Viên đá y gan nữa nè, viên đá mai nè, rồi viên đá linh hồn. Cái nón phù hủy. Ôi, như vậy thì trong... Ý, một cái viên đá sức mạnh nữa. Một cái nón của Beast. Ủa, Beast này có phải là siêu anh hùng không vậy? Không biết, chắc cái này không phải nón siêu anh hùng rồi, nón của quái vật hay sao á. Và hết thứ có thể lấy rồi. Ôi, như vậy thì pho tượng này cũng không có gây ra cái viên đá thời gian rồi các bạn ơi. Có vẻ viên đá thời gian khá là khó để tìm được á. Nhưng mà không sao, mình sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục lên đường đến khi nào tìm thêm được một vài thứ gì đó đặc biệt trước khi trở về nhá. 2 hours later. Ủa, nãy giờ mình... Ôi chết rồi, nãy giờ mình đi trở về cái nhà mình luôn rồi. Đi một hồi mình đi được một vòng luôn các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ qua đây kiểm tra thử bên trong cái pho tượng này có đồ không nhá. Đây là cái pho tượng rất là giống pho tượng ở gần cái bờ biển mà lúc đầu mình định cư nè các bạn. Đào vô bên trong trước cái đã. Và... có đồ không nè? Ui, sao trống lỏng vậy? Trong này trống lỏng luôn. Rồi, vậy là nó giống pho tượng lúc nãy giữa biển á. Không có một thứ gì bên trong luôn nè. Mặc dù đây là một pho tượng bự. Chán ghê á. Gần nhà và ha, đồ không có gì trơn. Thôi, để bây giờ mình sẽ đi rẽ bay sang một hướng khác đi. Mình sẽ đi thẳng về hướng cái này là hướng Tây Nam nha các bạn. Hy vọng rằng hướng Tây Nam sẽ có một thứ đặc biệt hoặc là một pho tượng nào khác để mình có thể tìm đồ nhá. Mình chạy quá trớn cái mình lọt xuống dưới đây mất tiêu luôn rồi. Nhanh quá cũng khổ các bạn ơi. Và rồi giờ thì vô hàng các bác một xíu luôn coi. Ui, trong lúc cướp xuống này thì mình nảy ra mới định đó chính là làm một cái căn cứ ở dưới lòng đất. Mình sẽ ngụy trang phía trên là một ngôi làng bình thường thôi, nhưng mà phía dưới mình sẽ xây dựng ha, nơi ở của mình nè, và chứa những bộ giáp siêu anh hùng mà mình chế tạo luôn. Được thiệt sự, hồi giờ về nhà làm luôn nè cho nóng. Và để làm được thì mình cần phải có cái một cái hang á, nó bự bự một xíu, và mình sẽ bắt đầu đào cái hang ở phía dưới chỗ này luôn đi. Rồi, nhưng mà mình cần phải lấy cây xẻng ra cái đã. Đó, để đào xuống dưới nha. Và xuống dưới nếu mình đào tay thì nó sẽ rất là chậm luôn. Hay là mình sẽ dùng cái giấc mơ của người đào mỏ đi nha. Và Mind of Dream á, thì được chế tạo thì theo công thức giống như vậy nè. Mình cũng đã có pha một ít cái xương rồng trong thời gian giữa hai tập ấy. Số này thì mình sẽ để dành sắp tới dùng sau. Và được 4 cái Miner Cream luôn. Giờ thì tha hồ mà ha. Mở rộng cái hang luôn nè. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu đào xuống tầng thứ khoảng 11 đi các bạn ơi. Tầm tầng đấy thì mình có thể tìm được nhiều khoáng sản xịn hơn và cũng đủ sâu để mình có thể ở luôn á. Rồi, và mình đã đi xuống tới tầng thứ 11 rồi nè. Giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái Miner Cream để mở ra một cái con đường. Đó, kim cương. Ấy, nhưng mà đây là kim cương. Kim cương thiệt. Cái này kim cương thiệt các bạn ơi, chứ không phải kim cương giả đâu. Hấp dẫn đó. Rồi, mở thêm một hướng nè. Mình sẽ mở trước 4 hướng nha. Rồi, sắp tới thì mình sẽ đập thêm mấy khu vực này để tạo thành một căn phòng thiệt là rộng và chia khu ra ở sau. Giờ thì mình sẽ bắt đầu khai thác luôn thôi. Ở đây mình có cúp da tài năm. Và khi mình đào một viên, ủa một quặng chứ, nó sẽ rơi ra được bao nhiêu viên đây? 6 viên kim cương. Đó, giờ các bạn có bao giờ được cái dòng gia tài năm này chưa? Mình là lần đầu tiên được cái vụ này á. Ui, cái này đi đào kim cương thì khỏi phải nói rồi. Wow, có gia tài mà đào kiểu này thích lắm luôn á. Để coi mình sẽ được bao nhiêu viên kim cương sau cái chỗ này nhá. 33 viên. Đào được hai chỗ mà 33 viên kim cương các bạn ơi. Xịn thiệt sự luôn. Đây nữa nè. Wow, bao nhiêu rồi? 53 rồi. Và 58 viên.
Xin thực sự đào sắt. Ý, mình đào sắt thì nó còn rơi ra cả những cái phôi sắt nữa nè. Xịn thiệt sự luôn. Nè. Ủa cái này chẳng khác gì hết hết rồi. Cái cúp này của hacker rồi các bạn ơi. Đúng là cúp cúp tối thượng có khác. Wow, đào còn rơi cả cả phôi sắt luôn kìa, kiểu như nó tặng thêm cho mình á. Kìa. Xịn thiệt sự luôn. Được ở nha. Và bên phía bên này có cái gì ạ? Có cái hồ. Và bên trong cái hồ này thì có một cái hang nhỏ thôi. Không, cái hang nhỏ này chắc mình sẽ không khám phá đâu, mà trở lại mấy cái hướng còn lại nhá. Trong này thì có sắt đen nè, sắt đen thì có thể đào. Rồi nếu mình đào mấy cái kiểu như sapphire thì nó có gia tài không? Vì là sapphire với mấy loại khoáng sản trong modpack thì nó sẽ không có sử dụng được gia tài các bạn ơi. Nhưng mà những cái loại như là kim cương hoặc là emerald á thì vẫn có thể sử dụng được gia tài nha. Rồi giờ thì mình sẽ lấy cái hammer ra để đào titanium cho nó nhanh hơn, cũng như là đào uranium nè. Mình cần phải vứt bớt đá cuội đi. Đá cuội thì mình không cần á. Vứt bớt đá lửa rồi, và nhặt những cái loại khoáng sản mà mình cần vào. Ở đây thì mình sẽ cắt bớt mấy viên đá vô cực vào bên trong nhá, để không thôi một hồi mình quẩn tay á, cái mình vứt nhầm nữa thì khóc hận luôn á. Rồi phía trên vẫn còn uranium nè, đào về luôn. Cái này còn một mà, còn một cũng đào luôn nữa đó. Ý hai lần, wow, được thật sự, gọi là emerald thử coi. Ui. Coi kìa, đào ra cả đống em. Ấy chết. Ui chết rồi, chết rồi. Tay nhanh hơn não rồi. Đào trúng ổ kiến rồi các bạn ơi. Ấy không, cái này là con mối chứ. Cái này là con mối nha, nó khá là giống như hình thù con kiến á. Đào luôn nè. Này thì con mối, này thì con mối nè, sẵn tiện farm thêm kinh nghiệm luôn. Mình được 39 level rồi kìa. Hay là một xíu về mình sẽ enchant tí ta. Mình chủ yếu là enchant chậm hỏng thôi á, vì bộ giáp đây, bộ giáp siêu xe của mình á, nó không có nhiều độ bền cho lắm các bạn ơi, mình cũng không muốn nó bị hư á, nên tốt nhất là chan dầm chậm hỏng vào là có thể sử dụng được lâu hơn. Cái này là khối kim cương giả rồi. Bên đây có Lightning Stone nè, đào về. Vứt bớt cái gì đây ta, vứt bớt cái lớp bát dởm đi. Rồi và qua đây coi coi còn kim cương không nè. Chủ yếu là thám tính tình hình coi coi có bao nhiêu viên kim cương ở dưới này á. Còn uranium và titanium khi gặp thì mình cứ cứ đào đi để mình về và nung ra. Sắp tới mình còn nâng cấp hết thành đồ ultimate nữa chứ. Giáp ultimate thì khỏi phải nói rồi, cực kỳ mạnh luôn á. Nhưng mà có điều nó không có cho thêm buff các bạn ơi, nó chỉ được cái khỏe về mặt phòng thủ thôi chứ nó không có kèm theo hiệu ứng á, nên cũng khá là đáng tiếc. Ở phía này thì có rất là nhiều những cái bubble crystal nè, mình có thể sử dụng để kiểu như là dẫn tới một thế giới Wakanda, và trên này có kim cương nên mình sẽ đào xuống. Gần được một stack rồi kìa. Ấy à. Cái gì vậy? Ủa sao mắc máu người ta? Được một stack rồi. Mới đi khám phá xíu mình đã được một stack kim cương rồi đó các bạn ơi, hơi bị thích luôn. Này có emerald nè, đào luôn đi. Và những cái khối nhiễm phóng xạ nữa, tranh thủ đào về. Hướng này thì còn vàng, khối nhiễm phóng xạ nè. Khối nhiễm phóng xạ này thấy vậy thôi chứ lúc mình cần á, là không có tìm được nhiều đâu các bạn ơi, nên giờ có thì mình sẽ tranh thủ dành một ít thời gian để đào ra. Lại là kim cương nữa. Ui thích nha. Cái này mình có cái xô nước không? À đây đây, mình có cái xô nước luôn nè. Để mình đặt xô nước ra để lắp mấy cái lava lại á, rồi sau đó khai thác kim cương cũng như là mấy cái khối vàng nhá. Ở dưới hang á thì mình sẽ có tỷ lệ gặp được những cái khối khoáng sản kiểu như là vàng, kim cương và emerald, nên có thì cứ đào mang về vì đây hoàn toàn miễn phí mà. Vứt bớt đá cuội nè. Rồi, và nãy giờ mình đi được ba hướng rồi đó. Cái này là ruby hả? Kim cương đỏ với ruby thì cũng lượm về luôn. Vứt bớt cái gì đây ta? Nhiều thứ mà. Vứt bớt sắt. Không không, vứt bớt sắt đi. Rồi và trở lại cái hướng cuối cùng. Cái này là khối kim cương giả thôi. Ê, cái này còn có amethyst nữa nè. Vừa hết nãy giờ mình quên đào amethyst nữa chứ. Amethyst cũng khá là tốt và cần thiết trong việc chế tạo á nhá. Rồi giờ thì có thể nhặt rồi. Và nói vậy thôi chứ sắp tới mình cũng đào hết trơn rồi các bạn ơi, chứ không có chừa cái nào đâu, tại vì mình cần phải mở rộng cái hang này ra để mình xây dựng cái căn cứ, mà giờ thì mình chỉ lựa những thứ cần thiết thôi, còn sắp tới thì mình sẽ đào luôn một hệ sau nhá. Khai thác Lightning Stone nè.
trên này vẫn còn nữa hả ta? Lightning Stone hướng này nhiều vậy. Có hướng thì chả thấy Lightning Stone đâu hết. Có hướng thì cả đống Lightning Stone luôn, kể cả Titanium nữa nè. Rồi và vậy là hết đường rồi. Vậy là mình đã đào xong được cái bốn hướng dưới cái ngôi làng của mình rồi á. Sắp tới thì mình sẽ khai thác hết số này và lắp phần sàn lại để chuẩn bị xây dựng căn cứ và chào đón những bộ giáp siêu anh hùng thôi. Bây giờ thì mình sẽ trở lên trên để cất đồ và chuẩn bị làm cái công việc tiếp theo nha các bạn. Và đây kim cương mình sẽ đào nốt luôn đi trước khi lên. Và được bao nhiêu viên? 25 viên nữa. Ui, gia tài năm có khác á. Đào nhiều thực sự luôn các bạn ơi. Rồi và mình đã trở lên trên rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ test một vài thứ nha. Đầu tiên thì mình sẽ test cái portal run pedestal nè. Cái này nhìn giống cây lau nhà ghê luôn á. Rồi và Ui, đừng nha. Gì đây? Có thùng. Mình chỉ lo là nó tạo ra một cái bom nổ banh cái ngôi làng mình thôi. Ủa cái này dùng để làm gì vậy? Ui, mà đập cái nó bốc khói. Ui, tiêu rồi. Tự nhiên nó nhoi lên cái. Cái đấy nó nghiêng rồi. Chắc nó sẽ kết hợp với một cái máy gì đó các bạn ơi. Ok, tạm thời mình cứ giữ đi, biết đâu sắp tới mình cần thì sao. Và đập luôn một cái lucky block nè. Và để đảm bảo an toàn cho mình cũng như là ngôi làng của mình, thì mình sẽ đập xa một xíu, tránh làm phiền mọi người trong làng á. Và đây cần cái con mực hung dữ nè. Đập một cái. Ui, rơi ra một set đồ giá. Ây da, con này hổng hả. Còn mực nữa. À, quýnh mình hả. Cho thành mực nướng. Cho các người thành mực nướng hết. Gồng biển. Gồng biển nè. Gồng biển nha, gồng biển. Quýnh cho. Quýnh cho gồng biển lên bờ xuống ruộng luôn. Chứ gồng biển với chúng tôi nè. Ý, đánh thật quay. Đỏ kiếm nè. Ui, con này quýnh nghe keng keng luôn các bạn ơi. Keng một cái nè. Rồi ra cả đống cá luôn. Rồi và mình đã test xong những cái thứ kia rồi, còn loot bag thôi à. Để giờ mình sẽ mở nốt loot bag cho chọn combo nhá. Đây mình sẽ mở những cái epic nè. Và ui, loot bag epic mà toàn gây đồ dởm không chứ. Cái common sao? Ui, cái common nó còn dởm dữ nữa. Thôi giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Và bắt đầu cái công việc chế tạo những thứ cần thiết trong ngày hôm nay nhá. Và trong thời gian với 2 tập thì mình cũng có sửa soạn lại đồ đạc rồi. Và chuẩn bị nguyên vật liệu để chế tạo luôn. Và đó chính là những cái đâu rồi ta? Electronic và high tech electronic nè. Công thức của nó thì cực kỳ rẻ luôn á, nên mình chế tạo khá để sử dụng lâu dài luôn. Và món đồ đầu tiên mà mình cần chế tạo trong ngày hôm nay đó chính là Stark Workbench nhá. Cái này thì được làm từ chờ để mình xem công thức của nó. Nó được làm từ khối kim cương, high tech electronic nè, bàn chế tạo và gỗ sắt thôi. Khá là rẻ luôn á. Giờ thì mình sẽ vô trong nhà để lấy gỗ và làm cái bàn chế tạo trước. Sau đó thì cho một khối kim cương vào high tech electronic. Vậy là mình đã làm được cái Stark Workbench. Và các bạn có biết cái này là của ai không? Tự đào lỗ tự bóp mình luôn rồi. Bịt cái lỗ này lại trước cái đã. Thì cái tên luôn á, bịt cái lỗ này lại. Rút kinh nghiệm đi dê dê cũng phải để ý sau lưng nhá. Đồng hồ giống như mình á. Và cái này khi đặt xuống thì mình sẽ thấy được những cái kiểu như là cái máy hàng, máy thiết kế nè, những bản thiết kế và một cái đầu của người sắt. Và để sử dụng được cái bàn này thì trước tiên mình cần phải trở thành một người sắt trước cái đã. Và mình cần phải có một vài thứ, chẳng hạn như là magnesium nè. Rồi cần gì nữa ta? Tại vì trong đây công thức chế tạo bộ giáp của người sắt á, thì mình cần phải có magnesium, khối sắt và giáp da hả? Nó được một cái nón của người sắt. Và đây là cái thế hệ thứ nhất thôi. Người sắt thì có rất là nhiều thế hệ luôn nha, nhưng từ từ mình sẽ nâng cấp sau. Rồi cái đến là cái áo cũng là cái phần khó chế tạo nhất, vì nó cần phải có cái mini arc reactor và được chế tạo từ palladium core kết hợp với high tech electronic, đúng không? Và palladium thì mình cũng có pha mấy tập trước rồi, nên giờ thì thoải mái mà chế tạo, đặt thêm những cái high tech electronic nè. Và cuối cùng là titanium thôi.
Đó, mình đã tạo ra được cái mini arc reactor rồi. Giờ thì mình sẽ kết hợp nó với đâu, ở đây là thêm áo da và electronic nữa hả? Đúng luôn. Vậy là mình đã có được hai món trong bộ giáp người sắt rồi. Kế đến là cái quần đi. Cái quần thì dễ chế tạo rồi, cho magnesium nè, rồi khối sắt và một cái ủng cái quần vào bên trong. Đó, vậy là được ba món. Cuối cùng là cái ủng. Ý, cái ủng nó cần có cái rocket nè các bạn. Mà ở tập trước á mình có nhặt được cái rocket ở đây nè. Vậy là mình chỉ cần chế tạo thêm một cái nữa thôi. Và công thức của rocket thì mình cần phải có iron plate. Và mình đã có được một thêm một cái rocket. Giờ thì không biết mình có ấn nhanh theo mấy công thức được không ta. Nếu mà ấn nhanh thì sẽ tiết kiệm được thời gian của mình á. Ui chết rồi, nó không cho mình ấn nhanh. À không không, chắc tại mình thiếu á. Rồi có được hai khối sắt nè. Rồi giờ thì có thể ấn nhanh không nè. Búp. Ui nó bắt buộc mình phải chế tạo tay rồi đó. Khó khăn dữ không biết nữa. Rồi cho ổn rocket vào nè. Và cuối cùng là khối sắt. Đó, vậy là mình đã có được 4 món trong cái bộ giáp siêu anh hùng người sắt rồi. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại trước khi mặc bộ giáp của người sắt vào nha. Bây giờ mình sẽ lấy bộ giáp người sắt ra và mặc vào thử xem như thế nào nha. Bộ giáp này á mình có thể tiết kiệm lại không gian bằng cách chế tạo nó lại thành một chiếc xe và cầm trên tay thôi. Rất là tiện lợi luôn các bạn ơi. Cho bộ đây nè. Rồi giờ thì chúng ta cùng nhau mặc vào. Ổn nè. Cái gì? Các bạn nhìn cái thanh giáp của mình kìa. Ui. Một cái ủng thôi mà gần cho mình gần full giáp luôn. Cái quần, cái nón thì sao? Cái nón cũng phải. Cái quần thì chắc chắn rồi. Mặc vào phát là full ống giáp. Và mặc thêm full set đồ thì mình sẽ được búp nè, sức mạnh. Cái nhìn trong bóng đêm là tại ba lô hay sao ta? Để mình test thử coi. Nhìn trong bóng đêm thì nhìn trong bóng đêm là có ba lô rồi. Nhưng mà bộ giáp này cho mình sức mạnh, kháng lửa và tặng thêm cái làm chậm nữa. Và không có chắc tại mình làm bằng sắt không á nên nó sẽ hạn chế tốc độ di chuyển của mình đi các bạn ơi. Ui nhưng mà nhìn sơ qua bộ giáp này cũng ngầu lắm chứ bộ. Vì đây là thế hệ thứ nhất á nên chưa được sơn lên á. Để sắp tới mình sẽ để dành nguyên vật liệu và nâng cấp bộ giáp người sắt này lên những thế hệ cao hơn. Và phần mắt của cái bộ giáp người sắt này như bị lệch thì phải, ta nhìn giống người sắt nấp quá à. Để bây giờ trời đang tối nè, mình sẽ gắn cái ba lô xuống cái đã, đi quýnh nhau với mấy con zombie để test sức mạnh của cái bộ giáp luôn. Đây có nhìn trong bóng tối rồi nè, kiếm mấy con quái ra cà khịa coi. Sẵn test được cái sự phòng thủ của cái bộ giáp này đến mức nào nữa mà còn biết đường nâng cấp chứ. Cái này có mấy cô tiên nè, hình như mấy cô tiên này kết mình sao rồi về tới làng mình luôn á. Được trước hồi nãy mình đi tặng hoa các kiểu không chịu, giờ thì tự lại tìm mình luôn. Nói chung từ khi có giáp xịn là thế nào mấy nàng cũng khoái à. Rồi và thường thường chỗ này sẽ có mấy con sâu á. À không, con dung chứ. Mấy con dung, để mình qua đây mình tìm mấy con dung mình nó kìa. Dung ăn đêm hả dung. Qua đời mấy con dung này luôn nè. Dám lúc trước dám ăn cắp đồ. Ăn cắp đồ nè. Chặt một phát chết queo luôn. Ui được hiện sự các bạn ơi. Đây còn dung con nè. Con dung con nè. Và mấy con dung bự thì nó sẽ rơi ra kim cương, uranium và titanium á. Và thêm một vài thứ lặt vặt nữa. Wow cũng được quá chứ. Ủa nhưng mà ban đêm này có vẻ khá yên bình nha. Không có con quái nào để mình test luôn á. Ok để bây giờ mình sẽ đi tìm một cái con quái nào đó gần gần rồi mình sẽ test luôn nhá. Ý cơ mà đằng kia có một cái lucky block kìa. Ý sẵn tiện mình sẽ qua và đập luôn. Đập lucky block test nhân phẩm. Búp. Trời ơi một đống đồ vàng luôn. Đồ vàng thì tốc độ đào của nó thì rất là nhanh nhưng mà độ bền nó không được cao cho lắm á nên không được tin dùng trong Minecraft các bạn ơi. Nhưng mà thôi kệ đi, cứ mang về mình sẽ nung ra để lấy những cái gold nugget nhá. Giờ thì đi tìm một con quái để test sức mạnh của bộ giáp thôi. Đó, và cuối cùng cũng gặp được một con mantis rồi nè. Vô đây, thách ngươi cắn ta đó, test sức mạnh bộ giáp luôn. Ui, không xin nhê. Không xin nhê các bạn ơi. Người cắn gãy răng chưa? Ủa cắn gãy ờ đúng không? Nó dùng bằng răng cắn đúng không ta? Người cắn gãy răng chưa? Cắn gãy răng chưa?
Wow, giác này mạnh nè. Đúng là đất sắt ra miếng các bạn ơi. Mặc dù nó nhìn nó hơi đượt đượt một xíu nhưng mà nó cho mình sức chống chịu rất là tốt luôn. Để bây giờ mình sẽ một mình cần hai anh zombie cào to đèn hồi nè. Đó. Úi xời, úi xời, úi xời. Không xi nhê luôn. Không xi nhê nè. Không xi nhê nè. Chống chống như mình nữa. Người sắt núp. Rồi giờ thì đi tìm một vài con nào xịn xịn hơn xíu để mình chiến đấu thử coi. Nhất là mấy con Batman á. Giờ mình mà gặp á, bất cứ một con Batman nào là mình sẽ liều đánh đánh bán sống bán chết với nó thì thôi á, cái tội dám giết bạn gái của mình. Đi được một xíu thì mình gặp được một con Batman các bạn ơi. À, Batman hả? Ui, mình đang bị đói. Và để đảm bảo an toàn hơn thì mình coi coi mình có táo vàng enchant nè. Mình sẽ lấy ra để mình ăn luôn nhá. Ui chết rồi, lọt hố rồi. Ui, mình không sợ đâu. Cái này là vô tình lọt hố thôi chứ mình không có sợ con đó đâu nha. Giờ mình là một người sát rồi mà, sợ gì? Bay vô chơi con Batman này luôn. Lúc trước ăn thịt bạn gái tôi. Người phải đền tội, người phải đền tội. À, dám cạp hả? Dám phản kháng hả? Coi coi. À đây 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 đây, Thunder Step đây rồi. Người dám chống hả? Lúc trước người cạp bạn gái của ta đúng không? Cho người biết thế nào là sét đánh nè. Sét. Ơ nhưng mà hình như sét đánh gãy ngứa nó thôi. Sét đánh nó mất có một lần mất nhiều máu đây. Ui một lần mất có 4 máu thôi. Quýnh không biết chừng nào mới chết nó nữa. Để mình dùng kiếm mình xơi chắc nhanh hơn á. Đây nè, dùng kiếm xơi nè. Này thì úi. Rồi rồi kiếm ultimate. Wow, được đó nha. Một cái xẻng gì màu đỏ đỏ nè, lượm luôn. Còn gì nữa không? Một cái nón người sát. Wow, cái này thì được, thế hệ thứ 4. hấp dẫn. Chưa 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 chưa, để mình đi lên trên rồi xuống dưới thêm một lần nữa coi coi nó còn rơi ra món đồ gì khác không nhá. Ủa nó rơi ra một cái nón người sắt các bạn ơi. Vậy là mấy con Batman này nó sẽ ăn thịt những siêu anh hùng để lấy mấy món đồ bên trong ấy. Tại vì mình thấy lần nào mình quýnh nó thì nó cũng rơi ra đồ siêu anh hùng hết. Và còn có những cái trên này hết à. Còn có cái quả trứng gì. À không, cái này là Red Diamond thôi. Từ mấy cái tên cướp á. Wow, như vậy thì một cái áo nè. Áo của Joker. Ui. Áo Joker cũng khá là khó đó nha. Khó chế tạo ấy. Được đó chứ. Rồi giờ thì mình sẽ mang những thứ này và trở về nhà thôi nào. Như vậy thì hôm nay hơi bị bội thu rồi, nhặt được quá trời giáp siêu anh hùng luôn. Sau khi mày mò thì mình cũng đã tìm hiểu về bộ giáp người sắt này rồi các bạn ơi. Không phải thế hệ đầu tiên mà không biết bay đâu. Thế hệ đầu tiên vẫn có thể biết bay nè. Giờ thì mình sẽ test cho các bạn xem này. Để mình khởi động một xíu đã cho nóng máy trước. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu bay thử nha. Bật chở một cái đi vì nó sẽ rất là nặng. Bay thôi. Ui, các bạn coi nè. Đúng là có rocket. Ui, cẩn thận, cẩn thận, chả khác là cục sắt biết bay các mọi người, bay chậm ghì luôn á. Nhưng mà hiệu ứng của nó thì mình thấy khá là đẹp á. Bay tét lửa ra phía sau kìa. Wow. Rồi, nó còn có những kỹ năng khác chẳng hạn. Ê, ui gớt xuống không mất máu luôn. Và kỹ năng thứ hai thử xem. Nó kỹ năng thứ ui 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 chết chết ui suýt nữa trúng bé ngựa rồi. Chạy 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 đi anh không cố ý đâu. Nó còn có mấy kỹ năng khác các bạn ơi. Hồi nãy mình thấy mấy tên cướp bên đây nè, để qua mình tấn công nó thử coi. Còn một kỹ năng khác nữa để mình test luôn. Hình như kỹ năng này không có xài được. Hay là kỹ năng kia là kỹ năng chèo ta? Mình thấy có hình con nhện á. Chắc là nó không chèo được rồi. Tại vì mình phía trên góc bên trái á, các bạn có thấy hình cái con nhện không? Chắc cái đó không phải kỹ năng quá. Mà kệ đi, miễn sao mình có thể bay là ok rồi. Vì thế hệ đầu công thức chế tạo nó còn hơi đơn sơ nên nó không phục vụ nhiều cái kỹ năng á. Nhưng mà sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm nguyên liệu rồi nâng cấp bộ giáp này lên những cấp thế hệ cao hơn. Và mình sẽ có những cái skill đặc biệt hơn nhá. Và tổng kết trong ngày hôm nay thì chúng ta đã sở hữu được một bộ giáp của người sắt cực kỳ mạnh nè. Mấy con quái nó quýnh mình chả khác nào hết mũi cắn y nóc luôn á. Ngoài ra thì mình còn mang về được rất là nhiều những bộ giáp siêu anh hùng nè. Từ áo Joker, rồi áo của Mr. Boy, nón của Beast, rồi nón của Power Armor nè.
ngoài quần của người sắt thế hệ 19, quần của Deadpool và những cái viên đá vô cực nữa, nhưng mà nó bị trùng mất tiêu rồi, vẫn chưa tìm được viên đá thời gian. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng tìm trong những chuyến khám phá kế tiếp mà. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.